Bơm, tao đố mày một câu hỏi này. Nếu mà mày trả lời được, quái bim bim này sẽ thuộc về mày. Câu hỏi gì? Tao đố mày, trên trời có bao nhiêu vì sao? Vô vậy. Trời ơi, ông chàng chàng này, ông đâu ra sao mà đến? Chịu rồi phải không? Trời vừa mới mưa xong, nó cầm mình đi tới cây làm cái gì nhỉ? Ha 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 ha!